Nãy con nói con có nhiều Paw Patrol quá gì con á, mấy con to to con không chơi nữa thì con mang đi đổi cái Chi Max đi. Cuốn ba cái con mới có thêm hôm mới hết mấy người xấu, con mới chịu mua người xấu mua chi chi Max màu đó mà xanh lá cây á, màu xanh dương hôi. Ở trong đó có người xấu nữa hả? Con mới chịu. Sao vậy? Là người xấu không mới tốt, con không mới hết. Con không thích hả? Vì con muốn làm người tốt hay con muốn làm người xấu? Muốn là người tốt. Người tốt phải làm những việc gì thì mới được làm người tốt nhỉ? Cho biết không? Cho nói mày nghe thôi. Hả? Mà người xấu làm gì mà gọi là người xấu? Coi chừng đổ ly nước chanh kìa. Mà người xấu đã làm gì mà con nói là người xấu? Sao con không thích người xấu? Nó làm gì không tốt? Bán con mèo của con hơn con mèo khác. Có gì nữa? Bán Alex lấy bài bài của Alex. Lấy đồ của người khác nè, đánh người khác nè. Lấy của PJ Masks luôn. Lấy đồ của người khác, giật đồ của người khác. Bắn đồ người, bắn ăn con mèo luôn. Bắn bắn hay là bán? Bắn hay là bán? Bắn con mèo. Bắn hả? Ồ. Mèo khác. Bắn con mèo. Wow. Bắn đèn đầu. Hầu bắn về đi mình. Dạ, tự nhiên sao bắn nó vậy? Không có tốt, hành động nó không có tốt.